vội vàng trở về trường sau khi hoàn thành kỳ thi tiếng Anh TOEFL dành cho tiểu học. Minh Anh không muốn bỏ lỡ việc ôn tập môn học nào trong thời gian này. Thì đối với lớp 4 thì mẹ con đã cho con đi thi rất là nhiều giải, ví dụ như là TIMO, ITMC, IMEC. Thì và con sáng nay con cũng vừa mới đi thi TOEFL về và con mong con nhận được kết quả cao để lấy cơ hội vào được trường chất lượng cao ạ. Vào các ngày chủ nhật hàng tuần, Minh Anh cùng hơn 200 học sinh lớp 5 thuộc nhiều trường tiểu học ở Hà Nội đã tập trung về lớp luyện thi đánh giá năng lực. Các em sẽ ôn trong 8 tuần trước khi tham gia kỳ thi vào trường này. Thứ 7 con sẽ học tiếng Anh và học mấy cái môn mà con thích, còn chủ nhật con sẽ đến đây con học toán văn Anh. Trong một cái quãng thời gian ngắn thì chúng tôi cũng cố gắng hết sức để làm nào để chúng tôi tổng hợp lại cái phần kiến thức các con đã học, cũng như là làm cho các con làm cái format để các con quen dạng, để các con đi thi các con sẽ tự tin. Giúp cho các em làm quen với cái môi trường học tập ở cấp trung học cơ sở. Đặc biệt là các em được trải nghiệm những các cái hoạt động của nhà trường như là ăn trưa, nghỉ trưa, thế rồi các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ. Phụ huynh đang chờ con tại một cuộc thi tiếng Anh. Để có được một bộ hồ sơ đẹp, nhiều học sinh sẽ tham gia thi lấy chứng chỉ, giải thưởng. Đó là cách giúp cho việc xét tuyển vào các trường cấp 2 được thuận lợi hơn. Có một số trường là sẽ có ưu ái và sẽ là cho con, nếu như con có đạt được cái kết quả cao trong cái những cái kỳ thi về có cái chứng chỉ TOEFL này, nên là mình cũng thử sức cho con tham gia, và bé nhà mình thì đã thử sức mình tham gia từ năm lớp 3. Con thi nhiều lắm. Vâng ạ, cho nên là cũng không kể ra thì cũng không hết được. Năm nay mình đang muốn con thi để con lấy chứng chỉ để được xét duyệt vào trường, ví dụ như trường Đoàn Thị Điểm hay là trường Nguyễn Tất Thành. Con mong muốn là điểm thi được tuyệt đối để xét tuyển Nguyễn Tất Thành. Nỗi lo lắng theo vào giấc ngủ vội của các bà mẹ có con cuối cấp. Hoàn thành một kỳ thi, các bạn nhỏ sẽ trở về với kế hoạch ôn tập cá nhân để tiếp tục các kỳ thi khác, từ giờ cho đến mùa hè năm nay.